Xin chào các anh chị đang quan tâm đến chương trình Thạc sĩ Chính sách công của Trường Đại học Việt Nhật Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày hôm nay đến với buổi tư vấn, rất vui mừng được giới thiệu Tiến sĩ Vũ Hoàng Linh là giảng viên và điều phối viên của chương trình Thạc sĩ Chính sách công Trường Đại học Việt Nhật Đại học Quốc gia Hà Nội. Rất cảm ơn thầy đã đồng ý tới buổi tư vấn ngày hôm nay ạ. Và sau đây thì em xin được phép đọc một số những câu hỏi các bạn ứng viên quan tâm đến chương trình đã gửi về ạ. Vâng, thưa thầy, câu hỏi đầu tiên, đối tượng nào có thể ứng tuyển vào chương trình MPP ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Về đối tượng mà ứng tuyển vào chương trình của MPP thì chúng tôi có đối tượng ngành phù hợp là ngành kinh tế và đối tượng là các ngành gần có liên quan ngành kinh tế. Và yêu cầu điểm của cho các thí sinh ứng tuyển là từ điểm GPA ở bậc đại học là từ 2,5 cho đến 4 và có bằng tốt nghiệp thuộc đại học kinh tế hoặc ngành phù hợp ngành gần. Với những người mà không có điểm không đạt 2,5 thì chương trình có yêu cầu là các bạn phải có kinh nghiệm làm việc. Ngoài ra thì các bạn người dự thi cũng phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dành cho Việt Nam. Vâng, thưa thầy, vậy chương trình có yêu cầu về kinh nghiệm làm việc không ạ? Với các bạn dự thi thuộc đối tượng ngành phù hợp hay ngành gần thì chương trình không cần có yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Với trường hợp mà các bạn có điểm từ 2,5 đến 4 thì chương trình không có yêu cầu kinh nghiệm việc. Nhưng mà với trường hợp mà các bạn có điểm GPA thấp hơn 2,5 thì chương trình có yêu cầu các bạn phải có kinh nghiệm làm việc phù hợp. Thưa thầy, nếu em đã có chứng chỉ ngoại ngữ, cụ thể trong trường hợp của em là tiếng Anh và tiếng Nhật, thì em có được miễn các học phần tiếng Anh, tiếng Nhật trong chương trình học hay không? Đối với câu hỏi của bạn thì tôi xin trả lời như sau. Là khi các bạn có thể có chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Nhật nhưng mà chương trình khi vào học chương trình thì sẽ không được miễn học tiếng Anh và tiếng Nhật. Đối với tiếng Anh thì đây là môn học phần do chương trình giảng dạy, nhưng mà trong môn này thì chương trình sẽ không dạy những cái kỹ năng đọc viết thông thường mà các bạn sẽ học với các kỹ năng về nghiên cứu, làm sao để viết bài báo, làm sao để thuyết trình, chuẩn bị cho một hỗ trợ cho việc viết luận văn tốt nghiệp. Và đây là môn học cần thiết để chuẩn bị làm luận văn nên tất cả các bạn học sinh viên tham gia chương trình đều phải học. Đối với tiếng Nhật thì đây là môn học bắt buộc nhà trường và nội dung dạy sẽ được thiết kế theo cái trình độ của học viên. Thì khi ban đầu vào chương trình, khi nhập học, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Nhật của các học viên đầu vào và trên cơ sở đó thì sẽ phân loại lớp học theo cái kết quả của các bạn trong cái kỳ kiểm tra đó như là trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao cấp. Vậy thì chương trình có đào tạo bằng tiếng Anh hoàn toàn không ạ? Hầu hết các môn trong chương trình được đào tạo bằng tiếng Anh trừ có môn tiếng Nhật là môn ngoại ngữ bắt buộc và một vài môn dạy bằng tiếng Việt như môn triết học. Em thấy chương trình học có khá nhiều môn về kinh tế. Liệu các bạn theo định hướng xã hội có thể học được không ạ? Tôi thấy đây cũng là một cái câu hỏi rất là hay mà cũng thể hiện cái sự quan tâm của rất nhiều bạn, nhưng mà cũng là một cái mối lo ngại của nhiều bạn trước kia không được học về kinh tế. Cũng các bạn có dễ sợ rằng là khi vào học ở chương trình thạc sĩ mà nếu học kinh tế nhất là phải học những cái môn mà yêu cầu tính toán nhiều thì các bạn có thể gặp khó khăn trong việc theo đuổi chương trình học. Thì về mối quan tâm này, câu hỏi này các bạn thì tôi xin trả lời là các bạn không việc gì phải lo. Thực ra thì môn kinh tế theo quan điểm của chúng tôi là một môn rất là quan trọng để chúng ta có thể hiểu được bản chất và quy định của chính sách công. Tuy nhiên thì cái môn kinh tế mà chúng tôi dạy trong chương trình ấy, thì cũng ở mức cung cấp kiến thức kinh tế cơ bản cho các bạn học viên, cũng không yêu cầu quá nhiều cái kỹ năng phải tính toán. Nên vì vậy các bạn học những ngành xã hội ở bậc đại học vẫn hoàn toàn có thể tham dự. Và đây cũng là thực tế của chương trình. Bởi đầu vào của chúng tôi cũng rất đa dạng, có các bạn học kinh tế, các bạn học quốc tế, các bạn học xã hội học. Và khi kết thúc thì các bạn đều đạt được những cái kết quả tốt và không quá phụ thuộc vào việc là cái kiến thức nền tảng của các bạn ở bậc đại học có phải là kinh tế hay không. Vâng, cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp theo, trong quá trình học, học viên có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa hay không? Có cơ hội được thực tập tại các cơ quan nhà nước hay các công ty Nhật Bản hay không? Vâng, về cái câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Khi mà học ở chương trình thì ngoài cái kiến thức ở nhà trường thì các bạn có rất nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động như là ngoại khóa. Ví dụ như là chúng tôi tổ chức những cái seminar mời các diễn giả, những nhà hoạch định chính sách hay là những nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến trình bày. Chúng tôi cũng tổ chức những chuyến field trip, ví dụ như là đến các cơ quan nhà nước hay các văn phòng để các bạn có điều kiện làm việc quen với cả cái quy trình hoạch định chính sách và cách mà các địa phương hay cũng các cơ quan nhà nước đã hoạch định chính sách. Ngoài ra có một cái cấu phần rất là quan trọng trong chương trình là thực tập ở bên Nhật Bản.
chương trình này được thực hiện trên cơ sở liên kết giữa Đại học Việt Nhật và Đại học Chikuba, một trong đại học lớn lâu đời nhất ở Nhật Bản. Thì tham gia dự vào cái khóa thực tập này thì các bạn có cơ hội tiếp xúc với cả tìm hiểu về các hoạt động ngoại khóa tại chính quyền địa phương ở Nhật Bản, cũng như là tham dự và cơ hội học tập và làm việc tại một trong trường đại học lớn nhất ở Nhật Bản, Đại học Chikuba. Có rất nhiều các bạn ứng viên quan tâm đến phần cơ hội nghề nghiệp của ngành. Em xin được gói các câu hỏi trong cùng một nhóm câu hỏi vào để mong thầy giải đáp ạ. Về cơ hội nghề nghiệp của học viên sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ chính sách công của Trường Đại học Việt Nhật. Vâng, đây cũng là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều bạn quan tâm. Bởi vì khi mà chúng ta nghe nói về chính sách công thì đôi khi chúng ta cũng không hình dung được là sau khi tốt nghiệp thì chúng ta sẽ làm việc ở đâu. À, có phải là chỉ học vào chính sách công thì có phải chỉ làm trong nhà nước hay không? Nhưng mà trên thực tôi xin trả lời là không phải như vậy. Cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn rất là đa dạng sau khi các bạn tốt nghiệp. Thứ nhất là các bạn có thể làm trong khu vực nhà nước. Các bạn ví dụ như học viên chúng tôi có nhiều người làm ở bên bộ kế hoạch, bộ tài chính, và nhiều bạn mà khi sau khi học xong rồi cảm thấy hứng thú làm việc trong khu vực công thì tham gia làm việc trong cơ quan hoạch định chính sách nhà nước. Các bạn cũng có thể làm công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, các trường đại học. Và ở đây cũng là một cái lựa chọn của nhiều bạn, và nhiều bạn cũng từ chương trình này thì các bạn sẽ nộp hồ sơ để học tiến sĩ. Thì chương trình cũng có những, và chương trình MPP cũng như nhà trường cũng tạo điều kiện để hỗ trợ các bạn để có thể làm tiến sĩ, nhất là làm việc ở Nhật Bản, trong môi trường Nhật Bản, là môi trường và nhà trường chúng tôi có cái mối quan hệ gắn bó với cả phía đối tác của Nhật Bản. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể làm ở các NGO hay là các công ty tư nhân. Và nhà trường cũng thường xuyên tổ chức những cái hội chợ việc làm, có sự hợp tác của các công ty Nhật Bản đến để tuyển đầu vào. Vì vậy nên tôi mới nói rằng là các bạn cũng không nên phải quá lo ngại về việc làm, bởi vì thực chất là sau khi tốt nghiệp thì 100% các bạn đều có nhanh chóng tìm được việc làm. Thông qua những chia sẻ của tiến sĩ Vũ Hoàng Linh thì các anh chị đang quan tâm tới chương trình thạc sĩ chính sách công chắc hẳn cũng đã có cho mình những cái kiến thức cũng những cái thông tin cơ bản nhất về chương trình rồi. Vì vậy nếu như các anh chị có bất cứ câu hỏi nào thì hoàn toàn có thể liên lạc với văn phòng tuyển sinh của nhà trường để được giải đáp ạ. Và hiện nay chúng tôi vẫn đang nhận hồ sơ tuyển sinh của chương trình thạc sĩ chính sách công. Kính mời các anh chị ứng viên quan tâm sẽ nộp hồ sơ vào chương trình ạ.